Xong, Real Madrid ký hợp đồng mới với cơn lốc đường biên. Real Madrid được cho là đã đặt thỏa thuận với ngôi sao mà huấn luyện viên Carlo Ancelotti rất ưa thích, Ferland Mendy. Real Madrid và Ferland Mendy đã đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng mới. Ký kết mới này sẽ giữ Mendy ở lại đội bóng Hoàng gia cho đến năm 2027, với khả năng gia hạn thêm một năm tùy thuộc vào số trận Anh thi đấu. Đây là tin vui cho Carlo Ancelotti, người đã rất ủng hộ việc giữ chân cầu thủ người Pháp tại Santiago Bernabéu. Theo báo Marca, cuộc đàm phán với người đại diện của Mendy tập trung vào số trận Anh đã thi đấu kể từ khi gia nhập Real Madrid. Dù gặp nhiều chấn thương trong những mùa giải trước, Mendy đã thể hiện sự cải thiện đáng kể về tính ổn định và khả năng đóng góp trong mùa giải vừa qua. Anh đã thi đấu 23 trận ở La Liga và đóng vai trò quan trọng ở Champions League, tham gia 11 trong số 13 trận của đội. Tổng cộng, Mendy đã thi đấu 37 trận trên mọi đấu trường mùa trước, con số cao nhất kể từ khi anh đến Santiago Bernabéu. Sự đều đặn này là yếu tố then chốt cho việc gia hạn hợp đồng của anh, vì số trận đấu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mức lương hàng năm anh nhận được. Carlo Ancelotti nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ chân Mendy để duy trì sự ổn định và cân bằng của đội. Ancelotti coi Mendy là mảnh ghép chủ chốt, đặc biệt trong một đội hình có thiên hướng tấn công mạnh mẽ. Việc Mendy gia hạn cũng cho thấy câu lạc bộ không có ý định chiêu mộ Alphonso Davies trong phiên chợ hè 2024. Ở tuổi 29, Mendy còn ít nhất 3 năm hợp đồng cố định trước khi việc gia hạn hàng năm trở thành thông lệ, như với những cầu thủ kỳ cựu của câu lạc bộ như Lucas Vázquez, Carvajal và Modric. Sự gia hạn này giúp củng cố hàng phòng ngự của Real Madrid, cho phép Mendy và Fran García tạo thành bộ đôi hậu vệ cánh đáng tin cậy cho mùa giải tới. Chiến lược của Real Madrid rất rõ ràng, duy trì hàng thủ chắc chắn và cân bằng, đảm bảo những cầu thủ chủ chốt như Mendy tiếp tục là một phần thiết yếu của đội. Sự gia hạn này nhấn mạnh niềm tin của câu lạc bộ vào tiềm năng và khả năng đóng góp đáng kể của hậu vệ cánh người Pháp trong những năm tới.